Thôi chào bà con, coi như mình quay tới quay lui vậy. Thì mình không có mang bà con đi hết khám phá được hết tất cả những cái gì ở thành phố Bên Sao ha. Thì bây giờ nhân tiện đấy thì mình cũng đi một chút chút thôi. Thì cái khám phá của nó cũng rất là nhiều để quay bà con về cuộc sống ở bên Úc như thế nào ha. Thì đây là cái cà phạc ha. Cà phạc của cái khu Liberty ở đây thì coi ở đây người ta đang làm cũng để cho nhân viên đậu cũng như một số khách hàng đậu ở trên đây đây. Tại vì cà phạc nó quan trọng lắm, nhưng mà người ta cũng làm được chút xíu này chút đó, nhưng mà nó được cái là coi được cái nó được cái cà phạc của chính phủ mà. Bây giờ mình đi thang máy ha, thang máy để mình đi vô, thang máy để mình đi lên lầu cho nó dễ. Ok rồi, bắt đầu mình đi lên lầu thì coi mình đi cái thóp nha, cái thóp để coi cho bà con thấy thế nào. Lên lầu 2 thì nó chạy. Ồ, có ai bây giờ bắt đầu đang lên tới lầu 1. Lầu 2 là trên cùng của nó. Wow. Cái nó lock đây bà con, tại vì tới bây giờ mà không phải bây giờ. Ok, mình xuống lầu 1. Bây giờ họ khóa cửa đó, tại vì trên này là những cái nhà hàng ở trên này. Mà nhiều việc không phải cái giờ mà giờ hành chính, giờ làm ăn của người ta thì người ta đóng cửa. Ok, bây giờ đầu mình đi lầu 1, mình đi coi. Ra ngoài này. Đây là đây cái lầu 1. Thì trên này mình có thể mình quan sát được coi như xuống dưới. Xuống dưới xe cộ qua lại. Ở trên này thì người ta có một số, tại vì nó lên cao đó. Lên cao thì người ta thì những cái nào mà không có nặng nề, ví dụ dậy kèm hay uốn tóc hay cái gì đó thì người ta là ở trên này. Người ta làm cho nó dễ. Nó không có khiêng vác này kia giống như tiệm thịt hay đồ thực phẩm Á Châu thì người ta để ở dưới. Còn trên này coi như hầu hết là văn phòng rồi những công việc nhẹ như giống hớt tóc này ha. Trước mặt mình là hớt tóc này. Thì ở nơi đây thì người ta đều có dùng thang máy hết để bà con đi dễ dàng. Đó, thang máy để cho bà con đi dễ dàng. Còn cái lầu 3 ở trên này á, thì nó nhà hàng người ta làm ở trên này. Coi như khi mà có tiệc cưới hay gì á thì người ta sẽ mở cửa để đón khách để đi, tại vì người ta đóng cửa hết trơn bà con. Tại vì chứ không phải giờ buôn bán, là thường nó về chiều tối thì bắt đầu người ta với nhà hàng bắt đầu với mở cửa để đón những đám cưới hay những bữa tiệc gì đó. Rồi ở trên này ở trên này thì coi như những công việc nào mà nhẹ nhàng thì người ta sẽ mở ở trên này. Rồi có một số đang có cho thuê, nhưng mà cái vấn đề làm ăn hiện tại đối với mình thì mình sợ lắm rồi. Coi như sau khi làm ăn thất bại thì mình bắt đầu mình ngán. Thì giờ hiện tại giờ mình đi kiếm hãng mình làm cho nó qua ngày thôi. Còn tới cái tuổi xế chiều này, bây giờ mình để dành thời gian để mình đi chơi. Coi như bao nhiêu năm làm việc vất vả rồi, bây giờ mình đi kiếm hãng. Rồi khi nào mà cái này mới hoa thiệt hay hoa giả đây. Cái này hoa giả hay hoa thiệt không biết nè. Có đẹp quá chừng đi. Để nhá cho nó bức ra cái sao. Ồ, cái này không biết. Đây mình nghĩ chắc là hoa giả chứ không phải hoa thiệt bà con. Mình nghĩ chắc là hoa giả chứ không phải hoa thiệt đâu. Nhưng mà nó người ta làm gì cũng khéo quá chừng, y như hoa thiệt thì cũng đẹp quá chừng đây.
Đây, nơi đây thì có dãy hạt kèm nè, rồi sửa sang rất đẹp nè, nơi đây thầy mình giới thiệu bà con chút xíu về qua cái không gian ở cái chỗ mà bà buôn bán Liberty, cái building Liberty bà con. Còn rất là nhiều khám phá nữa thì mình khám phá không hết đâu, thì mình đi tới đâu mình quay cho đó thôi. Nhất là nếu mà bà con thích cái video của mình cho mình có subscribe thì mình có thể mình quay thêm có động lực để mình đi quay tiếp tục cho bà con. Ok, cảm ơn bà con rất nhiều nha. Rồi chúc mừng năm mới đến bà con. Ngày hôm nay ngày cuối năm rồi, nhờ chúc bà con một năm mới bình an, khỏe mạnh và làm ăn phát đạt cho bà con. Rồi, tôi thầy mới bye bye nha.